Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hậu tin đồn rạn nứt, chấn thành công khai đối đầu Harry Won khiến netizen xôn xao. Harry Won vừa thông báo trở lại đường đua âm nhạc, chấn thành cũng đào biết tung MV thời điểm với bà xã. Giữa nghi vấn ly hôn, nhiều người bày tỏ thắc mắc vì hiếm khi vợ chồng nghệ sĩ đối đầu nhau như vậy. Chia sẻ với truyền thông, Trấn Thành nhiều lần khẳng định không có chuyện anh và Harry Won ly hôn. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn không tránh khỏi sự soi mói từ netizen. Được biết, lý do khiến anh và bà xã không xuất hiện cùng nhau bởi cặp đôi đều có lịch trình và công việc riêng. Trong khi nam diễn viên bận rộn quay dự án điện ảnh, thì giọng ca anh cứ đi lại sang Hàn quay show quảng bá du lịch. Cách đây không lâu, Harry Won cũng làm người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ mắc bệnh liệt cơ mặt. Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ dưỡng kết hợp phác đồ điều trị, hiện tại tình trạng của nữ ca sĩ đã tiến triển hơn rất nhiều. Nhiều người sao ngộ ghê, không đăng hình lại nói vợ chồng xích mích, ghê lộn. Tôi không đăng hình lại nói vợ chồng xích mích, ghê lộn. Bộ, vợ chồng phải quấn nhau 180 ngày mới hạnh phúc à, người ta tách ra để kiếm tiền chứ. Vợ tôi là người sống văn minh, tự lập, tự chủ. Ở Hàn dạo này nhiều công việc nên vợ tôi bay đi bay về để làm, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Bao nhiêu tiền cũng được, nhưng khi mình làm kiếm tiền thì mình thấy bản thân có giá, không bị vô dụng và người còn lại cũng nể mình. Chứ nếu chị ngồi ở nhà, không đi kiếm tiền, người ta thấy mình rảnh quá thì dễ chán lắm, Trấn Thành bày tỏ. Riêng Harry Won khi đối mặt với tin đồn ác ý, cô khẳng định cô không quá bận tâm đến mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Sau show quảng bá du lịch cho tỉnh Cheonggi, Harry Won cho biết đang chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho khán giả Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Harry Won lên tiếng về những tin đồn không hay xoay quanh cuộc sống hôn nhân của mình. Vừa rồi khi hình ảnh trong list look phim Nhà bà nữ vừa được tung ra, khán giả không khỏi ngạc nhiên và thú vị khi thấy Trấn Thành mặc đồ cưới cùng Khả Như. Ngày hôm sau, Harry Won tung ra t-shirt MV cùng diện đồ cưới với một chàng trai khác. Nhiều trang tin và cư dân mạng cho rằng đây là động thái dằn mặt của bà xã Trấn Thành. Tuy nhiên, sáng nay, Trấn Thành lại bất ngờ đáp trả bằng một poster MV chính thức đối đầu với Harry Won. Không những ra mắt MV chung ngày với vợ, tên bài hát của anh còn gợi cho khán giả ẩn ý, chưa đủ để giữ em. Tình huống Trấn Thành công bố MV chưa đủ để giữ em ngay thời điểm bà xã phát hành MV như anh đã mong chờ, được xem như một cuộc đối đầu đầy thú vị giữa hai vợ chồng. Đặc biệt, tựa đề trên MV cũng giống như một cuộc đối đáp ngầm giữa cặp sao. Trong khi Harry Won thuận thức với như anh đã mong chờ, thì Trấn Thành cũng đầy tâm trạng cùng, chưa đủ để giữ em. Chưa đủ để giữ em là một bản ballad đầy cảm xúc do Vương Anh Tú sáng tác. MV còn có sự tham gia của Trần Phong và Phương Linh. Trang MV tạo hình cổ trang của Trấn Thành cũng tạo được nhiều sự tò mò. Từ trước đến nay, màn cạnh tranh giữa hai vợ chồng trong cùng một lĩnh vực là điều rất hiếm xảy ra tại showbiz Việt Nam. Đáng nói hơn, cách đây không lâu, Trấn Thành và Harry Won đều từng lên tiếng bác bỏ tin đồn hôn nhân rạn nứt. Vì thế, việc cả hai cùng tung sản phẩm một thời điểm càng khiến công chúng tò mò và bàn tán nhiều hơn. Trong trailer MV mới của Harry Won, người đẹp 8X hé lộ các bối cảnh lãng mạn như bãi biển đầy nắng, trên du thuyền sang trọng hay quán ăn bình dân buổi tối đặc biệt. Harry Won với trang phục cô dâu đơn giản, tinh tế, không cầu kỳ xuất hiện một mình ở cạnh cuối với câu hát duy nhất, làm người xem tò mò về câu chuyện tình này. Về phần âm nhạc, trailer chỉ hé lộ vọn vẹn một câu hát như anh đã mong chờ ở phần cuối clip. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy giai điệu ca khúc khá bắt tai và mang đậm chất màu sắc Hàn Quốc. Theo tiết lộ từ ekip, ca khúc này sẽ khác hẳn với màu sắc âm nhạc thường thấy của Harry Won. Đây cũng là lần đầu tiên cô kết hợp với ekip sáng tác mới, hứa hẹn nhiều điều thú vị. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.